Rồi rồi, hello, lại vẫn là mình đây. Bây giờ sẽ là cái chuyên mục review. Review cái con máy cấp nguồn 30V 10A này. Thật ra nói review thì cũng không đúng lắm, tại vì cái con này là mình đã xài lâu lắm rồi. Hôm nay định rảnh mở ra xem bên trong nó có cái gì, chứ trước giờ mình xài chứ mình chưa biết bên trong nó có gì. Xài mà cái này tem còn nguyên rồi các bạn, mình chưa lột tem luôn. Cái con này á, là mình mua hình như nó khoảng 800 mấy thôi. Điện áp là 30V, điện áp tối đa 30V, dòng điện 10A. Mình xài lâu rồi thì thấy nó khá là ngon. Khá là ngon mà cũng chưa mở ra bao giờ luôn. Nay mở thử cho các bạn xem luôn nè. Cái con này xài màn hình LCD các bạn, có một cái dòng y chang này nữa, nhưng mà nó xài màn hình LED. Màn hình LED thì còn cái này là xài màn hình LCD. Thì hồi lúc mình mua mình cũng phân vân là nên mua LED hay là LCD, thì LED thì mình cũng xài qua rồi, mình xài thử LCD thử như thế nào. Thì giờ mình xài LCD, chứ bây giờ mình mở xem nó như thế nào. À mà trước khi mở, cắm điện cho các bạn xem trước, tại vì lát hồi mở rồi nhiều khi chọt chọt nó không lên nữa. Đây đây là cái dây nó cho các bạn, nó cho mình cái sợi dây này đây, dây này. Thì cái này thì nó là cái này nó quá đơn giản rồi, ai cũng biết rồi. Thành đây đây, trừ vào đen đỏ vào cộng. Rồi đây là chỉnh điện áp, đây là chỉnh ampe. Hai cái nút này là chỉnh ampe, hai nút là chỉnh điện áp các bạn. Nút này là chỉnh thô, cái này là chỉnh mịn đó, vậy thôi. Nó đều là chỉnh ampe và chỉnh áp hết. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện mình coi thử nó sao cái đã nha. Trước khi mở ra đây, nguồn đây, đây nó có công tắc nha các bạn. Rồi cắm điện vô test thử coi sao. Bật nguồn rồi, lên nè các bạn. Này màn hình sẽ đi đó, mình tắt rồi, giờ mở lại nè. Đó, đây là điều chỉnh điện áp nè, điện áp tối đa là 30V nha các bạn. Nó tối đa là 30V. Đây là chỉnh dòng điện. Này thì quá đơn giản rồi, ai cũng biết rồi. Cho mình chỉ nói sơ thôi, chủ yếu là mình mở ra trong cho bạn xem bên trong nó như thế nào thôi. Chứ còn cái này tác dụng làm gì thì hầu như là ai cũng biết rồi, các bạn đụng tới đây là các bạn phải biết rồi. Rồi, bây giờ trước mắt test luôn nguồn. Hiện tại bây giờ đang là 13V8 nha các bạn. Mình sẽ nối tiếp qua cái này. Cái này cái đồng hồ đo là bạn để kiểm tra cái độ chính xác của nó coi sao nhé các bạn. Đây, nối tiếp qua đây. Cũng chẳng có gì, chẳng qua cái này mình nối tiếp vào để mình kiểm tra cái nó đúng không thôi. Rồi. Ở đây nó báo trên cái đồng hồ này nó báo là 13V, 13V 7, 13V 8. Ở đây cũng 13V 8. Chung tương đối là đúng rồi các bạn, tương đối là chính xác nha các bạn. Đó. Nói chung là chính xác rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp kẹp dòng thử. Thì mình phải sử dụng cái bóng đèn. Này thì chắc nhiều bạn biết rồi. Bóng đèn. Bóng đèn là mình kẹp thử nè. Mình kẹp thử coi nó có hiển thị đúng không. Dễ rớt quá. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp một chân trước. Ôi dồi, nó chói quá, hơi chói mắt. Còn che cho đỡ chói nha. Thì hiện tại á, các bạn thấy là trên đồng hồ này à, nó báo là 5,43A, 71W, 72, 71W. Thì hiện tại trên đây là nó báo là 5,449A, 75W. Như vậy hơi lệch một xíu nha bạn. Thật ra là chưa biết cái thằng nào đúng thằng nào sai, nhưng mà theo mình thì thằng máy cấp nguồn sẽ đúng hơn, cấp nguồn sẽ đúng hơn như bạn. Nhưng mà cái độ chênh lệch nó không có nhiều, chắc cha sao nhìn rõ không có nhiều. Cái này hơi sáng bạn, không nhìn rõ thế này đấy chưa. Ở trên đây nó báo là 5,41A nè, 71W. Còn đây á, 5,47A, 75W. Hơi lệch một xíu, nói chung là không sao, tương đối. Rồi rồi bỏ nó ra thôi, nóng quá các bạn ạ. À, nó bóng đèn nó sáng, nó nóng quá. Ây.
Rồi quăng nó qua một bên. Rồi cái này bây giờ mình sẽ mở nó ra để mình thử coi bên trong nó có cái gì. Bên trong nó có ổn nha. Mình thì mình ít làm review lắm. Thích thì thích xài ba đâu, nhưng mà review thì ít làm. Vì cơ bản mình không có cái duyên ăn nói. Làm review nghe người ta nghe nó chán. Rồi bỏ qua bên cho bạn, giờ mở ra xem. Tại mục đích của video này là mở ra xem bên trong thôi, chứ không phải là review các chức năng. Tại vì cái này nó cơ bản lắm, không có chức năng gì hết á. Dẹp nó qua bên cho nó gọn. Chỉ có 4 ốc thôi. Mở nó ra. Ây da, chết cha rồi. Cái gì nó ra? Rồi, bỏ nó qua bên. Rồi, các bạn nhìn nha. Đó, chung là nhìn khá là ok luôn các bạn. Nhìn nó bên trong là hơi bị ngon luôn. Thấy là thấy nó ngon rồi. Khá là ổn. Đây, nó sử dụng 2 tụ 680 microfarad 200V. Như vậy là con này nó sử dụng 2 con tụ nối tiếp với nhau nha bạn. Nó nối tiếp chứ phải không xong các bạn. Nối tiếp. Mắc 2 tụ mắc nối tiếp với nhau. Tại vì nó 200V á thì nó sẽ phải mắc nối tiếp, chứ nó không thể dùng song song được. Nó sẽ nổ tụ ngay. Rồi xài biến áp. Nó xài linh kiện gì đây? Một con đây là bo nguồn, cho đây là bo hiển thị. Về cơ bản nó đơn giản các bạn. Bây giờ nó không xài biến áp sắt từ to nặng nữa, mà nó xài điện tử hết trơn rồi, cho nên nó rất là gọn nhẹ. Ở đây có cái quạt gió. Quạt gió. Con này con gì đây, mình chưa biết con này nó là cái con gì. Để sử dụng một cái MOSFET lớn nha các bạn. Một con MOSFET lớn để dao động công suất cho biến áp này. Nguồn USB, đây là nguồn, cái khu vực này nè là cái khu vực tạo ra nguồn 5V cho cái cổng USB phía trước nè bạn. Đây, nguồn cho USB phía trước. Mình đang dự tính mình sẽ chế cái cổng USB này thành cái sạc nhanh nè bạn. Sạc nhanh cho nó hoành tráng. Đây là sạc 2.2A thôi, giờ mình chế thành cái sạc nhanh. Thì hôm nay mình chế mình sẽ quay video cho bạn xem. Không có gì khác trong đây, còn gì không? Không có gì khác. Nó chỉ có hai con này, con gì mình cũng không đọc được, tại vì cái này che mình không đọc được. Đây là MOSFET rồi nè. Rồi, nói chung là ổn. Ổn các bạn. Các bạn thích thì có thể mua, tại vì nó cũng khá là rẻ. Tầm 800 ngàn thôi. Cho điện áp cao, xài cũng ngon. Rồi, ok. Đây có hai cái cầu chì đó bạn. Cái này để đo dòng, không phải là cầu chì mà để đo dòng. Nó tương ứng tự như hai điện trở đó là đo dòng. Rồi ok. Bạn thấy nhé các bạn. Giới thiệu vậy thôi.